Các bác thân mến, mở đầu video clip này em sẽ cùng các bác thưởng thức một đoạn nhạc nền rất là trong trẻo trên bộ khấu hình 2:1, vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể kết hợp hát karaoke rất là tuyệt vời trong gia đình. Và sau đó thì em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về tình trạng của sản phẩm, và cuối cùng thì em sẽ báo giá cụ thể cho từng mẫu sản phẩm để các bác có thể nắm được và cân đối về tài chính của mình. Và sau đây thì xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ khấu hình 2:1 này. Ở video clip này thì em sử dụng nguồn phát từ trên mạng xuống này, bắt Bluetooth và chiếc vang deck, và từ chiếc vang deck đưa xuống âm ly và từ âm ly đưa ra loa. Thuyền xưa bờ bến quên cầu đá vàng, tình duyên thôi nay đã lỡ cùng đàn. Ước mơ giấc mộng cao sang, vì tiền rẽ lối sang ngang, mơ chi hái quá tim vàng. Nhiều đêm bật khóc, nước mắt như giọt sương đêm, cô đến vào tim, tình thần đâu còn nữa. Tiền ơi tiền hỡi, vì là thứ chi chi, vui đến buồn đi, tiền ơi mi là thứ gì, rồi ai cũng sẽ trở về cát bụi, nhắm mắt xuôi tay hỏi ai được gì. Đời người như giấc chim bao, những lời gian dối cho nhau, tiền ơi mi là thứ chi chi. Như vậy vừa rồi thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức chất âm rất là trong trẻo trên bộ khấu hình này rồi. Và sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ tiến lại gần để chúng ta quan sát cụ thể về tình trạng của từng mẫu sản phẩm. Trước tiên thì các bác nhìn thấy đây là một chiếc SUV của hãng CAVS Bát 30 đánh định hướng về phía trước. Ở mặt trước thì các bác thấy nó sử dụng hai cái lỗ thông hơi. Ở phía trước này khi chúng ta kê SUV thì các bác bố trí kê cái vị trí SUV nó quay hướng thẳng vào cái vị trí chúng ta ngồi nghe nhạc cũng như là hát karaoke, thì các bác nghe thấy tiếng trầm của nó dội thẳng về phía chúng ta rất là mạnh mẽ. Đây là một chiếc SUV đem lại chất lượng âm thanh rất là hay. Ngoài chiếc SUV định hướng này thì các bác thấy ở phía bên này thì đây là một chiếc SUV Bát 30 của hãng CAVS đánh úp gầm. Đối với dòng úp gầm thì hiện nay bên cửa hàng của chúng em có cả màu đen này, màu vàng này và đây là màu ghi. Tùy theo các bác có thể lựa chọn là thích màu nào thì các bác có thể alo cho bên cửa hàng của chúng em. Và ở đầu video clip thì các bác thấy thì em không kết nối SUV đâu nhá. Em quay luôn ở phía sau để các bác có thể thấy rõ này. Đấy, không cắm dây nguồn và cũng không cắm dây tín hiệu đưa ra SUV. Kể cả bên chiếc SUV định hướng này cũng vậy. Không, các bác lại nghe bảo là tường có trầm. Đấy, như vậy thì các bác thấy không sử dụng SUV. Em chỉ để ra để giới thiệu đến các bác thôi, để các bác có thể tham khảo. Nếu như các bác thêm chiếc SUV nữa thì nó đem lại chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Và mỗi một chiếc SUV CAVS đánh định hướng này rồi là đánh úp gầm thì có mức giá là 6 triệu đồng trên một chiếc. Tùy theo các bác có thể thích úp gầm hay là định hướng thì tùy theo cái sở thích của mỗi người. Cũng như là dòng SUV CAVS đánh úp gầm màu đen, màu vàng, màu ghi như thế này, tùy theo các bác thích màu nào thì chúng ta có thể lựa chọn. Và sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về tình trạng của cặp loa Bose 601 Series 2 trước. Nói về dòng Bose 601 thì các bác đều đã biết nó có nhiều phiên bản khác nhau, 601 trơn, 601 Series 2, 601 Series 3 và 601 Series 4. Đấy. Đây là những mẫu loa đem lại chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời, vừa cho chúng ta có thể nghe nhạc rồi là hát karaoke rất là tuyệt vời trong gia đình. Ở mặt trước đầu cấu trúc driver của nó thì các bác thấy nó được bố trí một cái tấm e-căng đấy, gấp liền đấy. Sau đây thì em sẽ nhấc vào tấm e-căng ra để các bác cùng quan sát về cấu trúc driver của nó này. Căng của nó thì các bác thấy tuyệt vời chưa? Rất là đẹp. Đây là chiếc ở phía bên tay phải này, còn đây là chiếc ở phía bên tay trái. Nói về dòng này thì nó rất là nổi tiếng rồi, chủ yếu em quay qua để các bác thấy được rõ về cái tình trạng của nó thôi. Và bác nào có nhu cầu về những dòng Bose 601 Series 2 này thì các bác có thể alo cho bên cửa hàng của chúng em. Sau khi nhấc bỏ tấm e-căng ra thì các bác thấy đây là toàn bộ về cấu trúc driver của nó. Nó sử dụng hai loa bass, mỗi một loa bass có đường kính là 20cm trên một thân thùng này.
một loa bass đánh định hướng vào phía trước này và một loa bass đánh định hướng chếch ngửa lên. Sử dụng 4 loa chấp dây có đường kính là 8cm, được bố trí đảo xuôi chiều nhau, một thiết kế rất là quen thuộc của những dòng loa Boss. Nó làm cho âm thanh lan tỏa đi rộng mở hơn. Và lỗ thông hơi của nó được bố trí ngửa lên trên, đấy, một thiết kế rất là độc đáo của dòng Boss 601 Series 2. Đây là một cặp loa có thể nói cực kỳ là tuyệt vời, các bác thấy rất là đẹp. Từ cái vỏ nhựa này, đấy, khung vách này. Các bác thấy thì cái bụi bẩn này, cái này thì đơn giản rồi. Đối với dòng Boss 601 Series 2 này thì các bác có thể lựa chọn rất nhiều các dòng âm ly. Các bác có thể kết hợp với những dòng âm ly của Cover này, những dòng âm ly của Denon, Sansui đánh rất là tuyệt vời. Và cặp loa Boss 601 Series 2 này với tình trạng rất là xuất sắc, zin nguyên bản. Các bác lưu ý thì đối với những dòng này thì gân mút thì lâu ngày nó mòn mục thì đã có thể thay rồi. Bên cửa hàng của chúng em cũng đã thay bằng cái gân xịn nhá, các bác yên tâm về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, còn tất cả bao zin đảm bảo cho các bác tuyệt đối, do đó thì các bác cứ yên tâm trong việc lựa chọn các sản phẩm do bên cửa hàng của chúng em cung cấp. Và cặp loa Boss này thì có mức giá là 33 triệu đồng. Ở video clip này thì các bác thấy thì em sử dụng một chiếc âm ly của hãng Denon. Đây là dòng âm ly sử dụng mặt màu vàng chanh, đó là dòng model PMA 2300 mã. Đây là những dòng âm ly mà bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu đến các bác rất nhiều lần. Đối với dòng này thì nó sử dụng chạy sò MOSFET và sử dụng công nghệ Ultra. Ở đầu video clip thì các bác cũng đã thấy được chất âm của nó rồi, nó đem lại tiếng rất là tơi sáng, nghe âm thanh rất là trong trẻo, chi tiết. Đấy. Đối với dòng này thì nó sử dụng đánh hai cầu AB, đấy, có tính năng đánh BY, có công suất tiêu thụ điện là 275W. Các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng loa khác nhau, những dòng loa Mỹ, loa Nhật, loa Âu đánh rất là tuyệt vời. Và chiếc âm ly này thì có mức giá là 19 triệu đồng. Các bác thấy tình trạng của nó rất là mỹ mãn luôn. Ở mặt mũi thì không có một vết cấn nào cả, đấy, không có một vết chảy xước dù là lông mèo, lông chuột, đấy, mỹ mãn luôn. Power này, chế độ chỉnh bass này, chép này, ba lăng này, DJ này, volume này, Z selector này, input selector này. Đấy, đối với dòng âm ly này thì nó được thiết kế những cái nút ở đằng trước rất là đơn giản thôi. Đấy. Ở phía trên thì các bác nhìn thấy đây là một chiếc vang neck rất là quen thuộc, có chế độ kết nối khung dây Bluetooth đường quang. Đấy. Đối với dòng vang cơ thì nó cho chúng ta dễ dàng căn chỉnh tiếng rất là sáng, giúp chúng ta có thể điều chỉnh trên chiếc vang này rất là dễ dàng. Đấy. Kết nối đường quang, đường Bluetooth, đường USB, đấy, đường analog chạy rất là tuyệt vời. Và ở phía trên cùng thì các bác nhìn thấy đây là một bộ mic không dây của hãng CAVS T4S. Đối với dòng mic này thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã nhiều lần giới thiệu đến các bác rồi. Chất âm của nó rất là hay, tiếng rất là trong, nghe tiếng rất là sáng và pin của nó rất là bền. Bộ mic như thế này thì có mức giá là 3 triệu đồng. Ở video clip lần này thì em cũng đã test qua một đoạn nhạc nền trên bộ cấu hình này rồi. Các bác cũng đã được nghe và thưởng thức chất âm của nó rất là tuyệt vời, tiếng rất là trong, sạch, nghe âm thanh rất là chi tiết. Đấy. Rất tiếc là em cũng không biết hát, cho nên thì em cũng phối ghép một bộ như này để giới thiệu đến các bác thôi, để các bác có thể tham khảo. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể alo cho bên cửa hàng của chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Sau đây thì cho em xin phép được tạm dừng video clip này ở đây.